Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Bạn thân mến, 14 ngày sau chuyển phôi diễn ra như thế nào? Những lưu ý cần thiết sẽ được PMT Doctor chia sẻ cho bạn để giúp bạn hiểu và chuẩn bị cho một chu trình IVF thật tốt. Nếu như quá trình kích thích trứng và chọc trứng chuyển phôi khiến các mẹ băn khoăn về sự đau đớn hay khó chịu nhưng lại được vượt qua khá nhẹ nhàng, thì sau chuyển phôi lại là khoảng thời gian tâm lý xáo trộn đầy những lo lắng và hy vọng. Với các mốc quan trọng đặc biệt là sau chuyển phôi ngày 3 đến ngày 5 trong 14 ngày sau chuyển phôi. Ở ngày thứ 14 sẽ là thời điểm tuyệt đối trong quá trình IVF. Những chia sẻ này là một chu trình thụ tinh ống nghiệm thành công, bạn có thể dựa vào để đối chiếu nhé. PMT Doctor sẽ chia sẻ cho bạn tất cả những diễn biến, triệu chứng kể từ trước ngày chuyển phôi cho đến khi nhận kết quả xét nghiệm beta thông báo có thai để các mẹ nắm được. Mốc thứ nhất, trước chuyển phôi. Đối với các mẹ chuyển phôi chữ thì thông thường thời gian chuẩn bị niêm mạc tử cung trước khi chuyển phôi là khoảng 12 đến 18 ngày, bắt đầu từ ngày 2 chu kỳ kinh và cũng tùy theo đáp ứng cơ thể với thuốc. Niêm mạc tử cung tối thiểu phải được 8 mm và đạt các tiêu chuẩn từ hình dáng đến vị trí thì mới đủ điều kiện chuyển phôi. Thông thường niêm mạc dày từ 8 đến 13 mm là ổn nhất. Thấp hơn hoặc cao hơn thì không phải là niêm mạc lý tưởng để chuyển phôi. Tuy nhiên, bác sĩ điều trị sẽ đưa ra quyết định đủ điều kiện chuyển phôi dựa trên nhiều yếu tố khác nữa. Trong khoảng thời gian trước chuyển phôi này, ngoài việc đặt thuốc, uống thuốc theo toa bác sĩ dặn đều đặn đúng giờ, các mẹ nên chủ động nâng cao sức khỏe thể chất và tâm lý thật tốt. Mẹ cần lưu ý đến những vấn đề sau. Dinh dưỡng trong những ngày này cũng cần được đảm bảo. Không ăn những món ăn dễ gây táo bón, tiêu chảy. Tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng, cà phê, thuốc lá, bia rượu. Lưu ý các loại thức ăn đồ uống mà mình dễ bị dị ứng thì không nên sử dụng. Ví dụ, có những mẹ dị ứng với hải sản, thịt rừng thì mẹ đó không nên ăn. Về vận động, nên dành 30 đến 60 phút tập yoga hoặc đi bộ nhẹ nhàng để tăng cường sức khỏe. Vợ chồng có thể sắp xếp thời gian đi du lịch đâu đó đổi gió để có tâm lý vui vẻ và thoải mái nhất. Cần chăm chỉ tập luyện trước khi chuyển phôi để có sức khỏe tốt, tăng sức đề kháng, phòng tránh các bệnh vặt như cảm cúm, ho. Vì nếu ho nhiều cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình làm tổ của phôi trong tử cung. Lưu ý là trước khi chuyển phôi 24 tiếng, vợ chồng không quan hệ. Trước chuyển phôi 1 tuần, có thể ngâm chân với nước gừng để giữ ấm cơ thể, nhất là các mẹ chuyển phôi vào mùa lạnh. Mốc thứ 2, trong ngày chuyển phôi. Nếu được hẹn 7 giờ sáng đến chuyển phôi, thì trước đó nên đi vệ sinh để thấy thoải mái và tránh phải đi vệ sinh ngay sau khi chuyển phôi. Khi đến bệnh viện, điều dưỡng sẽ hướng dẫn bạn uống khoảng 300 ml nước để bụng căng, siêu âm dễ thấy hơn và để bàng quang ép tử cung cho nhỏ lại, tăng cơ hội phôi bám. Nhưng các mẹ chú ý là đừng uống quá nhiều nước đến mức muốn đi tiểu ngay sau khi chuyển phôi. Uống đủ căng bụng để siêu âm thôi, để quá trình siêu âm của bác sĩ được chuẩn xác và thuận lợi. Sau khi chuyển phôi xong, bạn nằm nghỉ 30 phút, nhưng để yên tâm hơn thì bạn nên nằm lại ít nhất khoảng 1 tiếng rồi nhẹ nhàng đi tiểu trước khi ra về. Nên đi bằng xe ô tô, xe hơi, taxi về nhà. Chỉ cần tránh đường quá sóc thôi chứ cũng không có gì phải căng thẳng vì lúc này phôi đang chu du trong tử cung để tìm chỗ bám chứ chưa đậu. Bạn cũng có thể đi bộ nhẹ nhàng chứ không cần nằm cáng hay đi xe đẩy. Mốc thứ 3 là sau chuyển phôi ngày thứ nhất. Từ sau khi chuyển phôi, nhiều chị em sẽ cảm thấy hay buồn tiểu và đi tiểu rất nhiều lần. Cứ 2 đến 3 tiếng là lại muốn đi tiểu. Nói chung là chỉ đi lại nhẹ nhàng, vẫn đi tiểu bình thường, không cần dùng bỉm, không nên ngồi xổm mà nên ngồi bệ xí bệt. Nếu không có thì ngồi bô, kê vừa tầm ngồi, nhưng nhớ kê chắc chắn tránh bị ngã. Giữ sạch vùng kín và thay quần lót thường xuyên, tuyệt đối không phụt rửa âm đạo bằng bất cứ hình thức nào. Và tuyệt đối không sử dụng các loại nước rửa âm đạo hay ngâm âm đạo với thảo dược nào. Sau khi chuyển phôi,
Nằm ngủ nghiêng bên nào không quan trọng, cứ nằm nghiêng bên nào quen, dễ ngủ là được. Về dinh dưỡng sau chuyển phôi một ngày thì theo dân gian nên ăn cháo cá chép và trứng luộc. Thực đơn hàng ngày nên là buổi sáng ăn cháo cá chép, buổi trưa ăn uống bình thường với một trái trứng luộc. Buổi chiều ăn một ly sinh tố bơ hoặc bơ dầm tùy theo sở thích. Buổi tối nên ăn nhiều rau, canh hoặc súp. Mỗi bữa có thể cho thêm một ít dầu ô liu để tiêu hóa tốt. Bạn không cần ăn quá nhiều bởi lúc này phôi cũng chưa bám để tạo thành thai nhi, nên bạn chưa cần ăn gì cho hai người cả, theo quan niệm của các mẹ bầu. Và cũng đừng quá băn khoăn ăn gì sau chuyển phôi, vì ăn gì cũng được, miễn sao là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Về vận động cơ thể, bắt đầu từ ngày 1 sau chuyển phôi và cả trong suốt quá trình chuyển phôi, nên nằm trên giường ở phía mép giường để việc cử động khi nằm và ngồi dậy dễ dàng. Tránh nằm dưới sàn vì bạn phải dùng cơ bụng để gồng khi ngồi và nằm. Đồng thời cũng tránh bị cảm lạnh, tuyệt đối nhẹ nhàng tránh gồng cơ bụng, dùng tay làm điểm trợ lực thay thế khi nằm ngồi. Khi nằm và ngồi dậy nên xoay người nằm nghiêng, dùng tay nâng người hạ xuống hoặc đỡ theo tư thế yoga. PT doctor nhắc lại là tránh tạo áp lực gồng người bằng cơ bụng. Mốc thứ tư là sau chuyển phôi ngày 2. Bước sang ngày này, về cơ bản bạn vẫn chẳng cảm thấy gì. Có mẹ nhạy cảm thì có thể cảm thấy hơi đau ở đầu ti và vẫn có cảm giác mót tiểu. Sự làm tổ của phôi phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng phôi và nội mạc tử cung tại điểm tiếp xúc với phôi, ít phụ thuộc vào các yếu tố tác động từ bên ngoài tử cung. Vì thế các mẹ đi lại nhẹ nhàng chỉ cần hạn chế bưng vác vật nặng hoặc cúi gập người. Không nên nằm im một chỗ, nằm một chỗ sẽ khiến máu khó lưu thông, đặc biệt ở phần tử cung. Nằm nhiều sẽ khiến mẹ mệt mỏi hay suy nghĩ vẩn vơ, ảnh hưởng đến tâm lý. Cột mốc thứ 5 là sau chuyển phôi ngày 3 đến 5. Đây là những ngày rất quan trọng vì là lúc phôi tìm chỗ làm tổ. Vì thế trong những ngày này cần lưu ý đến việc ăn uống, vận động cũng như để ý đến những dấu hiệu. Chú ý dinh dưỡng. Trong thời gian chuyển phôi, không nên để bị táo bón hay tiêu chảy bằng cách ăn uống hợp vệ sinh, tuyệt đối không dặn mà chịu khó chờ đợi thời điểm thích hợp hoặc dùng thuật hậu môn thật là nhẹ nhàng. Mẹ nên ăn nhiều đậu bắp, rau lang, khoai lang, bơ để tránh táo bón tự nhiên và tránh ăn những thức ăn khiến bạn khó tiêu hay đầy hơi. Về vận động, chị em nên đi lại và vận động nhẹ nhàng hơn bình thường. Hạn chế tối đa lên xuống cầu thang, nằm nghỉ nhiều hơn một chút. Mỗi khi đang nằm mà ngồi dậy nên nghiêng người, chống tay, không nên ngồi hẳn dậy bật luôn, không cúi gập người để lấy đồ đạc hay xỏ giày vì tác động này ảnh hưởng trực tiếp đến tử cung. Những dấu hiệu, triệu chứng cho thấy bạn có thể có thai trong ngày 3 đến 5 sau chuyển phôi đó là: bạn thấy hơi quặn nặng ở bụng dưới, có cảm giác cắn líu nhíu ở bụng dưới, thỉnh thoảng lại nhói lên. Khi nào thấy bụng đau thì bạn nên nằm nghỉ. Bạn thấy căng tức ngực, hơi khó thở, một số chỉ đau ở đầu ti, một số đau cả bầu ngực, đau lưng hoặc hai bên hông eo. Có thể có một chút máu vì phôi thai có thể gây ra vài tổn thương cho lớp niêm mạc tử cung khi làm tổ, là máu ở âm đạo chảy ra một chút xíu thôi. Vì nếu nhiều thì buộc bạn phải đến bệnh viện kiểm tra ngay. Việc đặt thuốc âm đạo những ngày này cần nhẹ nhàng, khéo léo, không quặp người khi đặt thuốc. Nên dùng găng tay y tế để đặt thuốc, vừa tránh nhiễm trùng, vừa dễ dàng đưa thuốc vào âm đạo so với bằng tay trần. Tuy nhiên, có những mẹ chẳng hề có chút dấu hiệu nào như kể trên mà phôi vẫn bám thành công. Cho nên các mẹ cứ lắng nghe cơ thể mình nhưng đừng quá căng thẳng nếu không có các dấu hiệu trên. Tinh thần là rất quan trọng, vì thế hãy lạc quan chờ đợi đến tận ngày 14 sau chuyển phôi. Mốc thứ 6 là sau ngày chuyển phôi 6 ngày. Có thể dấu hiệu đau bụng nhâm nhẩm hoặc nặng vẫn còn kéo dài sang một số ngày sau nữa. Ngoài ra, do nội tiết tố cao hơn mức bình thường nên trong mấy ngày này âm đạo lúc nào cũng ẩm ướt và ra nhiều huyết trắng. Nếu trong những ngày trước mẹ nào có ra một ít máu ở âm đạo thì cũng có thể xuất hiện ở ngày 6 đến ngày 7 sau chuyển phôi. Cột mốc thứ 7, sau ngày chuyển phôi 7 ngày. Một số mẹ có thể cảm thấy đau đầu, mệt mỏi từ ngày 7 sau chuyển phôi.
Có người còn bị hâm hấp như sốt, chỉ muốn nghỉ. Nhiệt độ bình thường là khoảng 36 độ 5, thì lúc này cơ thể mẹ khoảng 37 độ, cảm giác người nóng lên. Lúc này mẹ nên nghỉ ngơi và uống nhiều nước. Mốc thứ 8, sau chuyển phôi ngày 8. Cảm giác mệt mỏi có thể kéo dài nhiều ngày. Trong những ngày này, nhiều mẹ cảm thấy đói và thấy ăn ngon miệng, ăn nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng có mẹ có triệu chứng ngược lại là kén ăn, ăn không ngon miệng vì mệt mỏi. Hãy nghỉ ngơi, tập hít thở sâu và thư giãn. Mốc thứ 9, sau chuyển phôi ngày 9 đến 10. Dấu hiệu buồn nôn, chóng mặt, khó thở khi nói chuyện nhiều, cảm thấy như hụt hơi có thể xuất hiện trong những ngày này. Việc đặt thuốc từ ngày 9, ngày 10 trở đi bắt đầu khó khăn hơn. Cảm giác tay đưa thuốc vào trong âm đạo chật và khó hơn. Tuy nhiên, mẹ vẫn nên nhẹ nhàng và lưu ý dùng găng tay y tế hoặc bao cao su lồng vào tay để đặt thuốc cho dễ dàng hơn. Mốc thứ 10, sau chuyển phôi ngày 11 đến 13. Đây là thời điểm mà hầu hết các mẹ đều dùng que thử thai vì tin rằng kết quả khá chính xác. Nếu cộng thêm 3 hoặc 5 ngày phôi nuôi chữ thì cũng đã được 14 ngày hoặc 16 ngày rồi. Tuy nhiên, do thời gian này các mẹ đang sử dụng thuốc nội tiết nên kết quả có thể là dương tính giả. Nên kinh nghiệm là không nên thử que kéo ảnh hưởng đến tâm lý, mất tinh thần. Nếu các mẹ không có dấu hiệu gì vào những ngày trước thì trong ngày 11 sau chuyển phôi có thể có những dấu hiệu muộn như đau ngực, bụng căng, đi tiểu nhiều. Có những mẹ có cảm giác đau líu nhíu ở bụng dưới như kiểu phôi bám. Có nhiều mẹ không một dấu hiệu gì, người nhẹ bẫng. Tuy nhiên, các dấu hiệu có hoặc không đều không nói lên được là bạn có đậu thai hay không. Nên tốt nhất đừng quá để ý vấn đề này. Hãy để tâm trạng thoải mái, vô lo vô nghĩ. Đến đâu, biết đến đó. Mốc thứ 11, sau chuyển phôi ngày 14. Vào ngày 14 sau chuyển phôi, các mẹ sẽ được hẹn đến trung tâm y tế để lấy máu thử beta-HCG. Nồng độ beta-HCG sau 2 tuần chuyển phôi, nếu ở mức trên 25 IU trên Y, được xác định là có thai. Nồng độ này cao nhất, còn tùy thuộc vào cơ thể mỗi người. Nếu nồng độ sau 2 ngày tăng gấp đôi trở lên thì được xác định là thai. Nhiều mẹ nghĩ rằng chỉ số beta-HCG cao thì báo hiệu đa thai, nhưng không hẳn là như thế. Có một số mẹ sau lần thứ 2 sau chuyển phôi cao vút 1.000 ở ngày thứ 14 sau chuyển phôi nhưng vẫn là thai đơn. Trong khi có những mẹ beta ngày 14 chỉ có hơn 200 mà vẫn là thai đôi. Đây là chia sẻ từ PNT Doctor. Tuy nhiên, từng trường hợp riêng sẽ có những triệu chứng khác xuất hiện trong những ngày sau chuyển phôi. Có người có dấu hiệu sau chuyển phôi sớm, nhưng có những người có dấu hiệu trễ. Có người có đầy đủ các dấu hiệu nhưng lại không đậu thai. Ngược lại, có những mẹ nhẹ tênh không hề có dấu hiệu nào vẫn thành công. Vì thế, cần nhất là các mẹ nên giữ tinh thần thoải mái, tâm lý thoải mái. Có tâm lý thoải mái thì mới góp phần tăng khả năng thành công khi làm IVF. Con cái là của trời cho và bác sĩ giỏi sẽ là người đưa con về với ba mẹ nhanh hơn, dễ dàng hơn. Chúc các bạn nhanh được đón con yêu khỏe mạnh và chiến thắng 10 ngày đầy ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyên đề sắp tới.